Thưa quý vị, trong gần 2 năm qua, cùng với lực lượng công an cả nước, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn thực hiện song hành hai nhiệm vụ, đó là bảo đảm an ninh trật tự và sát cánh cùng lực lượng y tế trên tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt là từ cuối tháng 4 năm 2021, khi làn sóng dịch lần thứ tư xuất hiện, nhiệm vụ này càng nặng nề hơn. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, lực lượng công an tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những nỗ lực của công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đại dịch COVID-19 bùng phát, mọi mặt của đời sống đều chịu sự ảnh hưởng, tác động. Tình hình an ninh trật tự cũng tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp. Với trọng trách là lực lượng đồng cốt, cán bộ chiến sĩ công an luôn phải căng mình cả hai trận tuyến, bảo đảm an ninh trật tự và phối hợp với lực lượng chức năng phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Thực hiện phương châm, lực lượng công an tham gia chống dịch nhanh hơn một bước, cao hơn một bậc, chống dịch như chống giặc. Công tác phòng chống dịch của lực lượng công an được triển khai từ rất sớm. Từ cuối tháng 4 năm 2021, khi làn sóng dịch lần thứ tư bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, công an tỉnh đã dự báo, đánh giá tình hình, từ đó tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh các giải pháp. Thứ nhất là thành lập các chốt liên ngành để kiểm soát chặt chẽ, tổ chức khai báo y tế người, phương tiện tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào tỉnh để ngăn chặn dịch lây lan vào tỉnh. Thứ hai, khi dịch lan vào tỉnh, công an tỉnh đã đề xuất và thành lập các tổ truy vết, lập các chốt kiểm soát để phong tỏa vùng đỏ, bảo vệ vùng xanh nhằm dập và chống lây lan dịch bệnh, tổ chức nhiều tổ tuần tra kiểm soát để tuyên truyền thực hiện 5K, đảm bảo giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 và 16 của Chính phủ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ chức lực lượng bảo vệ các khu cách ly, các cơ sở khám chữa bệnh. Thứ ba là tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch. Thứ tư, công an tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia đi đầu trong trận tuyến phòng chống dịch, xứng đáng là lá chắn trong phòng chống dịch, là thanh bảo kiếm trong đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân trong khu phong tỏa, những nơi khó khăn. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đối tượng cơ hội phản động tăng cường hoạt động chống phá, đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch. Các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, công an các đơn vị địa phương đã tổ chức làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, triệt xóa, bóc gỡ nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh, liên quốc gia. Đồng thời, tổ chức điều tra, xử lý nhanh chóng, kịp thời các trường hợp cố ý làm lây lan dịch bệnh, tạo được tính răn đe. Từ đầu tháng 7 năm 2021, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng ứng trực 100% quân số để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Trong thời gian tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh huy động gần 70% quân số của các đơn vị nghiệp vụ và trên 94% quân số của công an các địa phương tham gia tuyến đầu chống dịch. Các tổ công tác của Công an tỉnh, từ lãnh đạo chỉ huy đến những cán bộ chiến sĩ làm công tác phong trào, văn thư cũng liên tục được chi viện đến vùng tâm dịch, thực hiện nhiệm vụ. Ở tuyến đầu, lực lượng công an đã phát huy vai trò chủ công thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát người và phương tiện ra vào các chốt, các địa bàn bị phong tỏa, bảo vệ vùng xanh, tăng cường tuần tra kiểm soát, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng người, để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh, tổ chức truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh để khoanh vùng dập dịch. Đứng ở tuyến đầu, lao mình vào tâm dịch, những người lính công an phải rời xa gia đình, chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. Do yêu cầu công tác và để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, hầu hết cán bộ chiến sĩ nhiều tháng không được đoàn tụ với gia đình. Nhưng trước những diễn biến phức tạp, mỗi cán bộ chiến sĩ công an Bà Rịa Vũng Tàu đều nêu cao tinh thần quyết tâm chung sức dập dịch để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy là công việc nó vất vả nhiều, nhưng mà mình vẫn cố gắng làm sao để sắp xếp được cái công việc cách tốt nhất.
Hai con ở nhà thì cũng tự chăm sóc nhau là chính. Thì ba mẹ cũng thường xuyên vắng nhà cho nên là cũng tạo cho hai bé được cái tính tự lập trong cuộc sống. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ á là làm sao để đẩy lùi được cái dịch bệnh thật nhanh để cho bà con chúng ta có thể trở lại cái cuộc sống bình thường một cách sớm nhất. Vai trò là một chiến sĩ công an nhân dân cố gắng khắc phục tất cả mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong cái thời gian vừa rồi cũng như là thời gian tới. Chúng tôi cũng sẽ quyết tâm nỗ lực cố gắng động viên cán bộ chiến sĩ làm sao tham gia phòng chống dịch cùng với các lực lượng khác trên địa bàn có hiệu quả và kết quả nhất để làm sao chúng ta sẽ sớm đưa cái thành phố Vũng Tàu quay lại cái điều kiện sống bình thường. Cũng có thể là tiếp xúc với những ca mà dương tính hoặc là những ca mà nghi F1, F2. Chúng tôi cũng luôn nêu cao tinh thần để mà cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ mà được chỉ huy và Ủy ban nhân tỉnh giao phó. Về cái địa bàn cơ sở ở đây là cái vùng dịch, anh em thì cũng đã xác định cái tư tưởng ngay từ đầu khi được phân công về đây là mọi khó khăn đều phải tự khắc phục vượt qua. Khu phố Hỏi Hải Hà 1 là một trong ba khu phố trên địa bàn thị trấn Long Hải là khả năng lây lan cũng như là dịch bệnh rất là phức tạp. Khi nhận nhiệm vụ xuống dưới đây công tác thì chúng tôi cũng đã xác định tư tưởng cho mình đó là xuống đây để cùng chung tay với địa phương để phòng chống dịch, và trên tinh thần là chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sự hy sinh thầm lặng của các anh đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Về điều kiện sinh hoạt của các anh thì thật ra cũng rất là cực khổ. Các anh phải chụp các chốt là suốt ngày suốt đêm, thì có những lúc mưa rất là to và rất là lớn thì hầu như các anh là bị ướt hết và cái nơi không có đủ cái điều kiện sinh hoạt. Thấy tội lắm, thức dậy giờ nào cũng ngủ canh cột trực, thấy tội lắm. Dân ở đây bệnh mà mấy chú đi canh gác như vậy này thấy xót lắm, thiệt luôn á. Mình ngủ mà mấy chú ngồi trực thấy cảnh thấy tội lắm. Các anh cũng nhiệt tình, ý là đôi khi bọn chị thấy các anh ý là canh gác như đấy bọn chị cần được ngủ ở nhà cơ. Mà đôi khi các anh ở trong đấy cũng vất vả lắm. Sinh hoạt của họ đấy thì cơm hộp thì ăn được cơm hộp thôi. Còn có dụ tắm rửa thì chị thấy anh em không có chỗ tắm rửa thì chị kêu về nhà chị tắm rửa. Ý chí, nghị lực vượt qua gian khổ hiểm nguy, ngày đêm bám chốt của các cán bộ chiến sĩ công an đã tạo nên những tấm lá chắn vững chắc, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân. Lực lượng công an xuống đây không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự mà phải làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội để làm sao chia sẻ được những khó khăn với người dân, đặc biệt trong các cái khu vực phong tỏa, để người dân thực sự yên tâm ở trong nhà, và lực lượng công an cũng phải đồng cảm chia sẻ để cùng với người dân khắc phục mọi khó khăn. Đây là vấn đề quan trọng. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, một bộ phận người dân gặp rất nhiều khó khăn về đời sống, đặc biệt là những người bị mất việc làm, các hộ dân sống ở khu vực bị phong tỏa. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tự nguyện đóng góp và vận động các nhà hảo tâm tài trợ nguồn kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng và nhiều tấn lương thực, thực phẩm cho người dân, mua sắm thiết bị phòng chống dịch, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, đóng góp ủng hộ gần 470 triệu đồng vào quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Kịp thời đưa người dân bị tai nạn, bệnh tật, các sản phụ vào cơ sở y tế cấp cứu, sinh đẻ. Lo là lo cho mấy đứa nhỏ là không có sữa uống, rồi mấy chú cũng có giúp. Rồi tiền thì không có mà tả rồi là cũng không có tiền mua sữa tả cho bé. Thì nói mấy chú cũng có giúp cho cháu là có sữa có tả cho bé. Sáng nay công an tỉnh hỗ trợ 10 kg gạo với lại nước mắm với dầu ăn bột ngọt. Em cũng cảm ơn công an tỉnh nhiều. Em nhận được món quà đó em cũng mừng lắm. Là món quà đó nó quá ý nghĩa đối với nhân dân lao động khổ như chúng tôi đây, nói món quà là quá mừng chứ, giải quyết được ăn cả tuần đó. Trong năm 2021, công an tỉnh có hơn 18,2 ngàn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch. Có thể khẳng định, trong cuộc chiến đấu với dịch bệnh, lực lượng công an đã phát huy vai trò chủ công, đi đầu trên mọi lĩnh vực. Từ công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch,
tổ chức truy vết, khoanh vùng dập dịch đến việc giải quyết an sinh xã hội. Cùng với công tác phòng chống dịch bệnh, trong năm 2021, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn, như đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. So với năm 2020, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm gần 13%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 87%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ gần 96%. Tội phạm về ma túy được phát hiện, bắt giữ nhiều hơn, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Sự nỗ lực, phấn đấu của cả tập thể và từng cán bộ chiến sĩ công an đã góp phần quan trọng để Bà Rịa Vũng Tàu kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Với những kết quả, thành tích đã đạt được, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3 về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021, Công an Bà Rịa Vũng Tàu được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Đây là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.